Thưa quý vị, Long Hương là địa danh thuộc vùng đất Bà Rịa có từ hơn 300 năm tuổi. Buổi mới lập làng, người dân Long Hương gặp nhiều gian nan khó khăn, xuất phát từ những mối đe dọa của thiên nhiên, muôn thú bệnh tật. Vì lẽ đó, người dân Long Hương luôn nương tựa vào nhau, hình thành những tập quán tín ngưỡng gắn liền với đời sống tâm linh, và xem đó như một điểm tựa bình yên của cuộc đời. Đình thần ở xóm Đình, hay tên gọi ban đầu Đình Làng Phước An, và nay là Đình Thần Long Hương ra đời, cũng xuất phát từ niềm mong mỏi ấy. Đến năm 1852, đình được vua Tự Đức sắc phong thần. Trong kháng chiến chống Pháp rồi chống Mỹ, Đình Thần Long Hương còn là nơi nuôi dấu lực lượng cách mạng. Trải qua thăng trầm lịch sử và thời gian, Đình Thần Long Hương vẫn là điểm tựa để nhân dân Long Hương gửi gắm niềm tin yêu vào cuộc sống. Câu chuyện Bà Rịa Vũng Tàu đất và người hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về Đình Thần Long Hương, một trong những ngôi đình tiêu biểu của tỉnh và cũng là để hiểu thêm về bản sắc riêng của đất và người vùng Bà Rịa. Đình Thần Long Hương tọa lạc tại phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, có khuôn viên trải rộng hơn 1.900 m², với nhiều hạng mục gần như còn nguyên trạng như cổng đình, sân khấu võ ca, chánh điện, nhà khách, nhà kho, nhà bếp. Hai bên hông đình, bên phải là miếu thờ Bạch Mã Thái Giám, bên trái thờ Bà Thiên Hậu. Theo triều kỳ lão Long Hương, khu vực này thời mới khai phá, cư dân thưa thớt, cây cỏ tùm, cuộc sống người dân đã lam lũ thiếu thốn, còn phải luôn đối mặt với thú dữ. Đình làng Phước An, nay là Đình Thần Long Hương, được dân làng dựng lên bằng tre, nứa, lá để cầu thần thánh phù hộ, chở che cho cuộc sống người dân trong vùng bớt khó khăn, khổ ải. Năm 1852, đình được vua ban sắc thần, từ đó dân làng quy tụ ngày một đông hơn, việc làm ăn cũng thuận lợi hơn. Đình làng vì vậy càng được chăm chút, sắc thần càng được thờ phụng chu đáo. Đến đầu thế kỷ thứ 20, Đình Thần Long Hương chính thức được xây sửa thành quần thể nhiều nhà chuông. Mỗi ngôi có 4 cột cái. Trên các cột có chạm trổ hình sòng, nên dân làng ở đây gọi là Long Trụ. Các ngôi nhà chuông mở sòng xa 4 phía bằng bộ kèo đâm, kèo quyết đều nhau. Phần đuôi các bộ kèo, chạm trổ hình sòng, lúc ẩn, lúc hiện, gọi là Long Ẩn. Những ngôi nhà chuông lại ghép với nhau theo kiểu trùng thêm điệp ốc, trên mái lợp ngói âm dương, gắn tượng lưỡng long tranh châu, cá hóa long, ông mặt trời, bà mặt trăng bằng sứ tráng men. Trang trí ở nóc đình còn có những hình tượng tượng trưng âm dương hòa hợp, sung túc. Nếu nói ra cái đình Long Hương này nó có lâu đời lắm rồi, từ coi như thời vua Minh Mạng, sau rồi bắt đầu Tự Đức mới phong thiên chức nữa. Thì cái đình Long Hương này á, thì coi như dân ở đây thì coi như là tôn sùng. Và có nhiều lần là cũng có dân chúng là cũng tin tưởng cái tín ngưỡng á. Thì mà coi như dân chúng ở đây thường xuyên tới chùa ở đình để thắp nhang. Hoặc là những cái ngày lễ của cúng thần á, thì tụ họp gì đây rất đông. Là nơi gắn kết cư dân địa phương trong kháng chiến chống Pháp rồi chống Mỹ, Đình Thần Long Hương còn là nơi nuôi dấu lực lượng cách mạng. Khuôn viên đình vừa có cây cối sầm sạp, vừa có nhiều cây dầu cao lớn được du kích tận dụng làm nơi quan sát, canh gác địch từ nhiều phía để chủ động tấn công địch. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử và thời gian, Đình Thần Long Hương nay là một trong những di tích cổ tiêu biểu tại Bà Rịa Vũng Tàu. Hàng năm vào trung tuần tháng 11 âm lịch, nhân dân địa phương và nhiều khách thập phương quy tụ họp về đây, tổ chức dân hương cúng tế, thỉnh sắc thần, qua đó tưởng nhớ công lao dựng làng, dựng nước của các bậc tiền nhân. Sau đó là cầu cho quốc thái dân an và cùng gắn kết qua các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ dân gian. Cái lễ cầu an này là nó có rất sớm, từ khi cái bà con của mình cư dân về cái đất Bà Rịa, thế thì lúc đó con người rất là nhỏ bé với cái thiên nhiên đó, cho nên là tin tưởng vào những cái đấng thiêng liêng thần linh đó. Thì cho đến cái thời kỳ Gia Long với Minh Mạng đó, thì phong cái sắc thần của đình song song với một số đình khác đó, thì người dân tin tưởng có một cái đấng thiêng liêng sẽ hỗ trợ trong cuộc sống của mình trước thiên tai địch họa khó khăn đó. Thì cứ hàng năm đến cái lễ là bà con ta tin tưởng có một cái đấng thần linh giúp cho người ta trong cuộc sống. Trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân địa phương, cúng lễ thần, thần là thần hoàng bổn cảnh,
là ông thần mà quản lý cái địa phương của làng Long Hương. Thì ta cầu nguyện linh thần để người ta có một cuộc sống ấm no hạnh phúc, gia đình được bình an, mưa thuận gió hòa, nhà nhà được hạnh phúc và làm ăn được gặp được nhiều may mắn thuận lợi trong cuộc sống. Với những giá trị văn hóa lịch sử lớn lao, năm 2005, đình thần Long Hương, thành phố Bà Rịa đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh.